Vị khách làm sold out hai bình hoa pha lê trên Thái Công Shop rồi lại tặng lại trên livestream chỉ vì thích được gọi là người chơi lớn nhất hệ ngân hà. Từ lúc mở bán cho tới nay, Shop Thái Công thu hút rất đông lượt khách ra vào showroom để tham quan. Các mặt hàng tại shop, cụ thể là túi kinh nghiệm, trải nghiệm rất nhanh chóng cháy hàng, nhất là khi được áp nhiều điều ưu đãi lên tới vài chục nghìn đồng. Tuy nhiên, điều đó chưa khiến dân tình bàng hoàng bằng việc hai chiếc bình pha lê có thể nói là duy nhất trên thế giới đã nhanh chóng sold out. Người chốt đơn chính là một cô gái rất xinh, được biết là chủ nhân của kênh Top Top, Vin MV, thử thách đường phố. Đã thế, cô còn chốt đơn rất dứt khoát, mã giảm giá cũng không thèm áp, voucher giảm hẳn 50k cũng chẳng thèm dùng đến. Khi các dân chơi lương 3 cọc 3 đồng tỏ ra thất vọng vì không còn cơ hội sở hữu mặt hàng hot có giá lên tới hơn 230 triệu đồng, thì họ phải giật mình quay xe. Được biết, chủ kênh này chơi lớn hơn nữa khi tặng các phần quà giá trị như iPhone, iPad cho các fan trong các buổi live hàng ngày trên kênh của mình, như một lời cảm ơn thiết thực cho những tài khoản may mắn vì đã follow kênh TikTok của công ty. Rất nhanh, kênh TikTok Vin MV từ hơn 3.000 người follow đến nay đã tăng chóng mặt lên 63.000 follow. Đấy, nói chung là người giàu tiêu tiền nó cũng khác biệt. Mình thì cần đồ thương hiệu Thái Công để flex, nhưng cô gái ấy thì chỉ cần danh xưng người chơi lớn nhất giải ngân hà là đủ. Thôi thôi, không buồn nữa, tôi cũng phải đi follow để canh live giật quà về thôi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TP Trends, like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những xu hướng mới nhất và những tin tức nóng hổi nhất.